từ từ đã, trên TikTok chưa ăn vị, vẫn đang ưu tiên lên TikTok, cho nên là cái TikTok nó sẽ ở trên, ông nào bình luận thì ở trên TikTok tôi sẽ đọc, tôi sẽ trả lời. Còn đấy, tôi phát dừa như thế nhưng mà bọn cái ngoài nó vẫn bảo nó vẫn thế nọ thế kia. Nhưng mà cảm giác của tôi mà có diện tích là nó thật ra là tôi làm cho khoảng tầm chục cây dừa về tôi cũng đéo biết để đâu. Cái vòm hoa giấy này thì nếu các bạn nắm được thông tin thì cái thời điểm cách đây 2-3 năm 20 triệu. Mẹ cái đợt đi ở 40-50 cái hàng tàu, hàng Thái. Hàng Thái thì nói chung là cái quy cách của nó thì nó là cái chậu tròn tròn ấy. Đợt đi mình cũng không động vào cái loại này, tại vì phân khúc khách hàng của mình với cả nói chung là cái tính chính danh của mình đợt đi cái vòm hoa giấy Thái Lan ấy nó không được cao. Đợt đi là anh Mạnh anh ấy bảo bao nhiêu 20. Mãi về sau anh em, khi anh em bắt đầu tự làm, bắt đầu là cái người sản xuất ra, tức là làm bắt đầu 10 năm xong rồi, nhưng mà nó không được hoàn thiện như này. Các bạn phải hình dung, nói là cái này hoàn thiện thì nói chung là nó cũng phải loát đến tận 90% rồi. Còn chỉ có mỗi cái là năm ngoái còn đẹp hơn ấy, nhưng mà nó còn là phải đợi nó hoa tùm lum ra. Còn cái này thì có thể lới được nhá, cầm thước ra đo đi, có cái việc làm đi cho nó đỡ ở ngoài. Các ông bảo là dễ học như cái em Tôi Yêu Việt Nam ở trên này, cứ nghĩ là dễ học của mình. Xong rồi ngay từ đầu mình bảo là em này làm như thế này cũng không khả thi đâu, mà mặc dù tôi cũng chưa xem video của em, cứ nghĩ là cái việc nhiều ông cũng nghĩ bảo là mày kiếm ăn nó dễ đến con thủy nó đi cùng tôi suốt ngày đây, nó học hỏi của mình, nó ngồi nó ấy, nhưng mà nó về nó có học được gì đâu, mà bao nhiêu năm cuối cùng ăn nói có gì đâu, nó cũng chỉ đo khoảng cách với cả thế nọ thế kia xong rồi báo giá hết. Cái người xem thì người ta cứ chờ mình phải ấy. Còn đây nói chung là tôi cũng chia sẻ cái kinh nghiệm của tôi để được như ngày hôm nay. Nhưng mà được ngày hôm nay thì tôi cũng bảo với nhiều anh em là hiện tại bây giờ hoa thơm thì anh em mình cũng phải ngửi, mỗi người ngửi một tí thôi. Còn đấy thì nói như thế, hoa thơm mỗi người ngửi một tí, tức là mỗi người anh em là có sản phẩm gì là tôi vẫn để mắt đến, chứ không phải là tôi bơ để tôi bán nịu với cả bán các cái loại nhập khẩu. Còn nói chung là hoa thối thì anh em mỗi người cũng phải ngửi một tí đấy, phải chấp nhận như thế, thiệt hại nó là thương đau. Còn cái này thì nói chung báo giá ở trong này thì đấy 10 triệu một bộ, không bao kèm cước. Đến nhà các bạn thì tùy theo các bạn ở đâu. Còn hiện tại bây giờ là như thế này là rẻ. Những cái mà tôi báo ví dụ như là cách đây 2-3 năm, đấy cái việc mà tôi bán cái vòm này nó không được ấy, cho nên nắm giá sơ qua thì nó phải tầm 40-50. Đến nhà các bạn thì tôi không biết bao nhiêu, nhưng mà hiện tại lên xe là 40-50, toàn phụ thuộc bên Thái Lan thôi. Còn khi anh em bắt đầu sản xuất ra từ năm ngoái thì 15 triệu một bộ. Nhưng mà nó lại chưa được kín như thế này. Năm ngoái có lẽ nó đẹp hơn, nhưng mà nói chung là tùy từng anh em. Nếu anh em trực tiếp sản xuất ra thì có thể 15-20. Còn tôi không đả động đến những ông bán lẻ nhá. Những ông bán lẻ tránh xa tôi ra. Tại vì là những cái ông đéo phải bán lẻ. Bán lẻ làm sao mà tránh xa được mình? Bán lẻ làm sao mà đọa được với mình mà tránh xa? Bán lẻ không đọa được, hoặc là thế nọ thế kia. Nhưng mà tôi thực ra là tôi nói thật như này này, sao mày cứ rỉa cái mẹ gì nhỉ, để im để kia, còn chính phủ còn đang họp. Tức là đầy ý như này này, các ông bán lẻ thì thực ra là tôi không có ý xích mích, tôi không có ý hiểm khích hay là tôi đấu đá gì các ông cả, mà chỗ này thằng cu em là nó đang gọi là nó bán rẻ đi để nó để liệu, cũng ấp ủ cái hy vọng làm giàu. Chứ còn hoa giấy thì ở tôi nó bạt ngàn, chuyển cái phương án sang khác, phương án tác chiến khác. Còn ông nào yêu hoa giấy thì cứ yêu hoa giấy. Thì tôi không có ý là ví dụ quay cái video mà cái vòm 10 triệu này mà tôi phá hoại cái thị trường hoa giấy, cho nên tôi có thanh lý đâu. Nhưng lại ý nó là thanh lý để lấy chỗ, nhưng mà mình cũng không dám ghi tiêu đề là thanh lý, sợ nhiều anh em đang làm hoa giấy ấy, thì là anh em buồn. Đôi khi là buồn nó sinh ra chửi mặt lại mình, chửi trong đầu thôi chứ còn cũng không dám chửi công khai. Còn đại ý đang ưu tiên trên TikTok, cho nên là các cái bạn ở trên YouTube thì cứ ở đấy nhá, cứ ngồi im đấy. Bây giờ đến cái vấn đề của đo cây. Còn sơ qua thì tôi báo giá đấy, ngày xưa thì cái thời mà 3 năm trước hoặc 4 năm trước hoa giấy ngũ sắc nó về Việt Nam ấy, thì cái bộ này nó rơi vào khoảng tầm 40-50, nó khi nó hoàn thiện. Nó tức là bên Thái Lan về là nó hoàn thiện. Còn sau đấy là khi anh em sản xuất ra thì 15-20 triệu, nó tùy người. Còn bán lẻ thì nói thật ra là các bạn nếu mà ở trên mạng, mà nhất là các ông ở Hoàng Sa, Trường Sa hay Cà Mau các thứ, kéo không phải mua qua mút mùa, kéo lên 100 triệu. Đấy, còn bây giờ tôi sẽ nói cho các bạn như thế này này. Cái hôm nào đấy tôi sẽ nói về cái chi phí, hoặc là cái công sản xuất, hoặc là cái khi mà sản xuất từ đầu
thì là nhiều ông kiểu nông dân Xuân Thượng ấy rất tò mò, cái gì muốn hỏi từ chiết dâm rồi trồng cây như thế nào, xong rồi tạo ra cái này mất bao nhiêu công, nhưng thời gian của mình là mẹ gì có thời gian hướng dẫn các ông như thế. Ở nhiều video mình nghịch nghịch thì mình có hướng dẫn các ông rồi, cũng rất là chi tiết, nhưng thường là các ông ấy lại có cái tính là lười, cho nên không bao giờ theo dõi và không bao giờ xem. Nhưng mà cứ ví dụ bây giờ cái mà hướng dẫn mọc tam mọc tàu ấy, tôi nói một lần mẹ lại hôm sau lại hỏi, tôi rất là quý, tôi lại làm lần thứ hai, lần thứ ba lại hỏi tiếp. Tức là những ông khác ấy, người ta có cái khả năng, người ta không có khả năng tìm tòi hoặc tự người ta mày mò người ta tìm ra thông tin. Tức là những người khác người ta đã soạn ra những bữa ăn rồi, nhưng những bữa ăn ấy để ở những chỗ nào thì các ông phải tự tìm, bắt người ta làm lại từ đầu, làm đéo có thời gian. Tôi phải nói thật, không dám xỉa các ông đâu, nhưng mà như thế là các ông cũng không được tốt cho lắm. Còn đại ý như thế này nhá, khi tôi nói ra như thế là để cho các anh em sản xuất hoa giấy này rồi các thứ này là đỡ xì xồ ngồi im. Còn ông nào thì bây giờ là tôi không nói ý chán trường đâu, nhưng mà đại ý là chỗ này bán đi để lấy cái mặt bằng để ấy nịu. Mấy cái thứ hai nữa là cảm giác như hoa giấy các ông làm thì ví dụ các ông chỉ cần 100.000 một cây một năm thôi, nhưng mà bây giờ tìm ra những cây mà 500.000 một cây một năm, hoặc 1 triệu một cây một năm, thậm chí mấy triệu một cây một năm, thì việc gì phải ôm ấp cái dự định cũ là trồng một cái loại mà, tức là như kiểu là các bạn ý ấy, tôi bây giờ tôi quay nịu chẳng hạn, thì các ông đang trồng lúa nước thì các ông ấy bảo là trồng cái loại này đến 3 năm sau thì chết, mới cả cái hàng này nó thanh lý ở bên kia, nó khai thác triệt để rồi mới thế nọ thế kia. Tức là đại ý là xong rồi tôi đã sẽ nói cho các ông, tôi đã nói cho các ông ấy tất cả những vấn đề như kiểu dừa kia, nó đang ăn quả rất ngon, bổ quả ra vẫn ngon. Nhưng ở bên ý ví dụ như đang có dự án này, nhà đang trồng một bạt ngàn dừa xiêm này, thì người ta trồng, người ta thanh lý đi thì với giá rẻ. Chứ còn với những cái mà rẻ cho các bạn thì các bạn này cứ nghĩ là thế nọ thế kia, tức là như kiểu là các bạn bị ám ảnh cái câu là của rẻ là của ôi ấy. Nếu mà các bạn thông minh lên, các bạn bỏ thời gian ra thì thật sự là vẫn có những cái rẻ nó tràn lan trong xã hội. Nhưng các bạn không đủ thông minh cho nên dùng cái câu là cái gì nó có giá của cái ý, của rẻ là của ôi. Nhưng mà tôi trải qua rồi, tôi biết cái câu mà đừng dạy người giàu cách tiêu tiền mới của rẻ là của ôi, biện minh cho cái sự yếu kém của các bạn, cái sự ngu không tìm được cái thông tin. Tôi nói thật cho các ông như thế thì các ông mới nhớ được. Đấy, tôi nói thật. Không phải nó nói với cường độ như này thì với cái súng như thế này thì nó mới tiết kiệm được thời gian. Mẹ một ngày nó rơi vào, nó đập vào đầu mình xong rồi cứ hết người anh em này này thế nọ thế kia. Thì tôi các ông có hiểu nỗi khổ của tôi đéo đâu. Tôi cũng có muốn tra tấn các ông đéo đâu, nhưng mà thời gian nó không có hạn. Thời gian nó có hạn. Mỗi người chỉ thế thôi đây này. Tôi còn chưa được ăn cơ. Có động viên là tí ra đi ăn, nhưng mà đây. Nên nhiều anh em này cứ nghĩ là mình không thương, mình thương tất cả mọi người, thương cả những người xem live cơ. Nhưng ông nào thương tôi đéo đâu. Tiền thì đến lúc đấy thì có mang được đi đéo đâu. Đây. Ra đo lại xong rồi để báo. Không, mày không có việc ăn, không ăn việc làm, phải tạo điều kiện cho mày. Ngồi gác chân lên xong rồi man man mày mẻ mẻ nói thì mình cứ nói phọt hết cả nước ra như thế này. Tại vì là phải tiết kiệm thời gian. Các ông ạ, các ông ở trong hoàn cảnh của tôi các ông mới hiểu được. Đo nó rộng xong rồi đứng đấy giơ tay giơ chân xong rồi đi một loạt. Xong rồi đây. Mà thôi mày, đấy cứ phải đi. Có người cho nó vui cửa vui nhà. 10 triệu một bộ. Ở trong lòng là 3m25 có thể cơi lưới được. Có thể cơi lưới ra. Nhưng có thể là phải cấu thêm các ông 100-200 nghìn tiền cho thằng Cường. Cao như này có cao lắm này. 3m5 toàn lòng, còn cao nếu như thế kia nó phải tầm 3m7-4m. 3m9 phủ bì. Chậu này là chậu 70 vuông. 60 à? Ừ, 60. Còn trồng thì ngày xưa là có cái cây con này cho vào đây này, xong rồi nó cứ lớn xong rồi nói chung là nó phải mất tầm gần 2 năm mới ký thằng nhân. Cách làm thì tôi có hướng dẫn với các ông rất nhiều rồi. Đấy, bây giờ nó nhẹ giọng rồi đấy, tại vì mệt. Mẹ không nói nhanh, không kịp cái tiến độ một ngày của mình. Đó, hôm qua cái ông lơ ngơ này xem live ở trên TikTok này chốt mẹ nó nhỏ thân gỗ siêu quả. Mình bảo hôm qua mà mình mà như các ông khác là mình chặn mẹ số. Thế là tự nhiên lại đớp được triệu. Ăn tiêu thì 1 triệu bao giờ mới hết. Đấy, 10 triệu một bộ. Còn nếu mà lấy mấy bộ và bao nhiêu thì bớt. Nhưng mà bớt không đáng kể đâu. Người nông dân đã khổ lắm rồi. Đây, đấy. Có những cái bộ thì nói chung là như cái bộ ở ngoài kia thì nó ấy chứ. Các cái bộ này nó vẫn chưa liền nhau này. Tức là nó chưa hoàn thiện 100% ấy. Đây, các ông mua nhanh thì được 2 cái bộ này này. Còn bán thì nói chung là cũng bán túc tắc, bán được. Nhưng mà kiểu mình đang cần nó nhanh ấy, giải quyết nó nhanh.
Đấy, cũng nhà vườn lớn nhất miền Bắc đây. Đây tôi có dám vỗ ngực đâu, anh em tôi có dám vỗ ngực là vua hoa giấy ngũ sắc đâu. Mẹ chả thằng nào dám nhận. Mình cứ bảo là anh em này, tất cả những người anh em thiện lành của tôi này, cứ nhận mẹ nó nhà vườn lớn nhất miền Bắc đi, xong rồi gọi là vua hoa giấy miền Bắc đi thì dám chết bố con thằng nào. Nhưng mà anh em chúng nó đéo dám nhận cơ. Mẹ đói lắm rồi nhưng mà mang hai hộp cơm ra còn đéo dám ăn. Kiểu ngại, giống là mình bảo là lúc ấy mình nghĩ đến cái việc mà hai anh em ngại ngại như thế, cái kiểu cái tư cách, cái nhân cách người ta cũng ở cái mức gọi là cao. Chứ còn nếu mà như những ông cháo chẹt ở trên mạng thì lúc nào ông vua Tùng với cả vua mẫu đơn miền Bắc với thế nọ kia, cứ nhận mình là vua đéo ai phong. Ông hiểu chưa? Đây là tôi khỉa khỉa như thế thôi chứ cũng không có ý thế nào. Không có ý gì, tức là cái nhân cách hoặc cái tư cách của người ta ấy. Tôi cái đợt đi cái năm 18 tuổi mình đi xin việc, nhưng mà xin mẹ vào cái công ty đa cấp. Mình ăn kẹo cao su còn đối diện với cái thằng ấy còn đéo dám nhè ra, nó bã ra, xong nó luốt trực xuống dưới ấy. Tại vì đối diện với cái người mà mình kiểu mình đang đi xin việc ấy, nhưng mà cái năm 17, 18 thôi. Chứ bây giờ kể cả đối diện với những ông tiền tỷ thì vẫn cứ như thế này. Đấy, hôm qua hôm trước đây, hai anh em nó ngồi, mình cũng bảo mày đi với anh rồi thì mày phải tự nhiên lên. Nhưng mà cái chỗ nào anh rất là tự nhiên, anh còn định đấm chúng nó cơ, thì mày lại cứ rụt già rụt rẻ. Cái gì vậy thế? Nó tự nhiên lên, xong rồi anh em thì thực ra là những thằng tiền tỷ với các thứ nó cũng hòa đồng thôi mà. Có mỗi cái là các bạn, các cái loại này thì chưa ấy nhỉ. Còn các ở đây thì có rất nhiều cây hàng kỹ rồi, những cái thủy nó phụ trách bán. Chứ còn tôi nói thật ra là một ngày của tôi chỉ có làm thương hiệu hoặc là phát, xong rồi hoa thơm mỗi người ngửi một tí, hoặc hoa thối thì anh em cũng mỗi người cũng ngửi một tí thôi. Chứ còn tôi cũng không muốn dính dáng đến tiền bạc, xong rồi chốt đơn, xong rồi thế nọ thế kia, nó mệt lắm, đau đầu. Đấy, đại ý như này. Có khi chúng ta lao vào cái việc bán hàng ấy, thì cái tính kinh doanh của chúng ta lại không cao. Người mua người ta luôn luôn là theo kiểu là mình thế nọ thế kia. Cho nên là đây ví dụ quay đâu mọi người, xong rồi báo giá sơ qua. Vì hai cái bộ vòm ở phía trên kia nó khá hoàn thiện, các cái này thì nó cũng chưa hoàn thiện. Khi hoàn thiện là hai cái kia nó phải liền nhau kìa. Nhưng mà không để cho bọn nó hôn nhau. Tuyệt đối không để cho chúng nó động chạm. Nếu chúng nó động chạm một phát mà nó liền vào như thế này là nó leo bố nó vào nhau, là các ông không dứt ra được. Còn đây bây giờ khi mà cái việc vận chuyển nhá, tức là đây này, luôn luôn nó có cái khoảng trống này. Các ông nếu mà các ông không ở trong giới thì các ông không biết, thì tôi phải nói. Tức là cái phần này này, ở giữa này này, không cho chúng nó hôn nhau, không cho chúng nó liền nhau, không cho chúng nó hịch nhau. Đến khi nào mà các bạn mua là tách hai bên vào hai nhau. Đấy, để cho các bạn Cà Mau, Cà Miếc với Hoàng Sa, Trường Sa mà có mua thì còn biết là vận chuyển kiểu gì. Nếu mà vận chuyển nguyên khối như này hay là tháo cây ra, tháo chậu, tháo vòm ra riêng, thì tôi phải nói thật đây này, tất cả ở gần đây, kể cả trong Nam, thì cái bộ vòm các bạn nhìn cái này thì nó dễ hình dung hơn. Cái kia nó kín quá rồi, kín như thế kia nhưng không để cho chúng nó gian díu díu mặt vào với nhau. Đấy, đại ý là cái nào ra cái ý, tức là mỗi bên này là một cái này. Khi về nhà các bạn lại buộc lại hàn vào, hàn cố định hoặc buộc, bình thường là buộc. Nó làm sao mà nó theo kiểu tượng trưng, chứ các ông mà để hàn kín vào với nhau là một thời gian sau nó gian díu díu mặt vào với nhau là không vận chuyển được. Vận chuyển là phải vận chuyển nguyên khối. Nhưng mà nếu mà bây giờ mua một phát là tách mỗi bên một cái này, nó dài ra bên này nó tầm bao nhiêu nhỉ? 3,5 mét thì tầm này nó tầm 1,5 mét, 1,6 mét gì đấy. Đấy, mỗi cái một bên. Xong rồi về nhà mọi người lại ráp vào với nhau như thế này, để sát lại nhau. Nó mai sau mà nó gian với nhau, gian díu díu vào với nhau là cũng mệt đấy. Tách ra thì đây như thế này, thì nó như thế này là đẹp rồi. Đấy, nó vẫn có khoảng hở giữa hai cái vòm. Đấy, kìa. Để không neo sang nhau, nó cuốn quýt vào nhau ấy. Như nam chức nữ thì cũng chỉ gặp nhau một ngày trong một năm thôi, không thể gặp nhau suốt ngày được. Gặp nhau suốt ngày là một đàn con ngay, lại chia nhau mỗi người chăm trứng lại nên rừng xuống biển ngay. Đấy, nó cứ một năm nó gặp nhau một lần thì nào, nó mới hồi hỏi phấn khởi được. Nó gặp nhau nhiều quá là nó buồn, nó mệt. Đấy. À, xin lỗi mẹ ô cơ. Mình này hơi khịa rồi. Đấy, cái ý là quay cho mọi người như thế. Cao cây mấy cả cao như này là nói chung là thằng cu em nó đo rồi, bây giờ tôi không nhớ. Lúc ấy cái thủy nó nói rồi đấy. Làm bao lâu thì được như thế này, thì nếu mà làm phải nói là làm từ thế nào, làm từ cây con mà trồng ở trong cái này đây này, thì nói chung là nó phải tầm 2 năm. Hơn 2 năm, nó tùy theo cái người làm nữa. Thường là các bạn cứ hỏi tôi là ví dụ cây này bao nhiêu tuổi, ví dụ như bọn tôi trồng thì nó tần này. Và vào tay những người khác thì nó lại mất thời gian. Còn sơ qua cho các bạn các cái loại gọi là mộc hương ta bonsai rồi thế nọ chưa. Đấy, nhưng mà
tôi cảm giác là với cái thẩm mỹ của tôi mà nói thì Mộc Hương nếu mà bonsai thì nó cảm giác nó không hợp. Các ông nhìn này, Mộc Hương ta bonsai. Nhiều bạn cứ hỏi bây giờ cây này trồng bao lâu thì được như thế này, nhưng vào tay bọn tôi bây giờ 5 năm hoặc 7 năm. Vào tay các bạn thì này, cứ thời từ thời ông nội đi bộ đội thì làm sao mà tôi quán xuyến được. Nó tùy theo cái người chăm, người làm. Còn ví dụ như cái vòm này làm được bao lâu thì nói chung là tôi cũng không nhớ chính xác, nhưng đại ý nó cũng phải tầm 2 năm. Đấy, đại ý là làm 2 năm từ cái cây này, chứ không phải là từ cái đầu tiên không có gì mà có rất ít. Các bạn thường là các bạn hay nghĩ là từ cái lúc không có gì để tạo ra một cái này thì mất bao lâu. Thì nó lâu lắm. Từ việc ghép kia các thứ nó tầm 4 năm. Nhưng từ lúc mà cái đã ghép xong rồi có cái con này này cho vào trong này xong nuôi nó lớn lớn xong nó theo một cái vòm này. Thì nói chung là hơn 2 năm. Xong rồi mỗi người lại có một nhiệm vụ chứ có phải là tất cả đâu. Ví dụ như là ví dụ như thế này này, ví dụ như là thằng con là Cường nó hàn cây, nó hàn cái bộ khung này. Các bạn hỏi bảo hàn trong bao lâu thì hàn trong một ngày. Nhưng cái quá trình nó học hỏi nó thế nọ thế kia nó mày mò các bạn có hỏi đâu. Thì các bạn nhìn thì các bạn chỉ nhìn thấy cái phần nền tảng thôi, cái phần nổi thôi. Còn phần chìm xuống là những cái mà đau đáu dạy tương lai nào sao các bạn thấy được. Nóng lắm rồi thôi nghỉ đi. Còn nói sơ qua cho các bạn như thế, giá này nó rẻ. Một ngày không trả lời hết được đâu. Tôi chỉ gọi là tôi thích nói gì thì tôi nói, và tôi nói để cho các bạn hiểu thôi. Chứ còn bây giờ đi ngồi mà ngồi gọi là trả lời cho các bạn thì nguyên cái bộ vòm này nó phải mất tầm 2 tiếng, 3 tiếng. Xong lại hướng dẫn trồng cây, xong rồi này ghép hoa giấy ngũ sắc như thế nào, xong rồi làm vòm ra sao, xong rồi hàn thằng Cường là thằng nào, xong rồi nó thế nọ thế kia thì mệt lắm. Còn nhiều thứ hay ho lắm. Những cái gì mà các bạn đang thấy mà khoảng tầm 10 ngày nay các bạn thấy ở trên TikTok thì là các bạn mới thấy nó rơi vào khoảng tầm 1.000 những gì mà tôi phải làm về cái nông nghiệp cây cảnh này thôi. Còn ngoài ra nhiều lắm, nhiều cái mô hình. Nhưng mà về lúc nào nó rảnh thì mới được. Như cây này cốt cách rất đẹp nhá. Đây này. Mộc thì có những cái cây như này nó hoàn thiện rồi, nhưng mà định quay nhưng mà nó cũng nhiều việc. Đây còn mộc bonsai đây cho các ông nhìn lần cuối. Ở trên TikTok thì nó hơi bị rung. Các bạn nói thật, những cái gì các bạn thấy khoảng tầm 10 ngày nay nó chỉ rơi vào tầm 1/1.000 thôi. Chứ còn mỗi ngày hoặc là mọi thứ nó nhiều lắm, xong nó dồn dập. Thì ông bảo nói từ từ thôi để em còn hiểu. Hiểu mà không hiểu đấy là tùy em thôi. Nhưng anh nói thật ra là anh có bị sức ép gì đâu. Phải cố gắng mà lắng nghe và tiếp thu. Xong rồi nghe đi nghe lại. Vào cái gì mà mình cần quan tâm ấy. Ví dụ như cái mộc hương này hoặc là hoa giấy muốn mua. Phải nghe đi nghe lại nghe mấy lần. Xong rồi tra các cái thằng khác tham gia những cái hội hoa giấy ngũ sắc khác. Mua đâu thì mua. Nếu cái bộ vòm này thì chỉ toàn anh em tôi bán thôi mà. Thì mới được giá này. Nếu các bạn mua ở đâu thì nó đắt. Bán cây chứ có phải bán mỗi vòm không đâu. Nhiều ông này hỏi thế thì bán cây hay là bán vòm hay bán chậu. Bán cả bộ vòm này. Mỗi tội là không chưa có cước đến nơi các bạn thôi. Cẩu cái loại này lên xe là hết 10 triệu. Còn bán là bán nguyên cả cái này. Nếu các ông xin thì có thể cho một hoặc hai viên gạch ba vanh. Nhưng không thể cho 8 viên được. Cho 8 viên là nó nhiều. Bán đã bán lỗ rồi, các ông phải thương người nông dân. Tức là bán là nhá. Bán là bán nguyên cả cái này này. Nhưng mà khi vận chuyển là vận chuyển tách nó ra. Mỗi cái một bên cho lên xe. Về nhà các ông lắp lại. Bán thì bán cả cây. Cả cái vòm ở bên trong. Bán cả chậu. Nhiều ông rất khoái tính nha. Đã làm như thế này rồi, các ông lại mua cây không. Xong rồi để cho tiết kiệm cước vận chuyển. Mẹ đánh ra. Bộ vòm này thì không có thằng nào ngu nó bảo là đánh ra xong rồi bỏ cây không ra về nó hàn. Nhưng mà những cái cây này, những cái cây như này, nhiều ông lại mua cây không ở thế mới đẻo như này. Và ví dụ như là cái cây này khoảng tầm 5 triệu hay 3 triệu hay là tôi nói đại ý thôi chứ tôi cũng không nhớ giá thằng cô em bán bao nhiêu đâu nha. Đại ý là 3 triệu cây này chẳng hạn. Nhưng mà em không lấy chậu, em không lấy cọc thì hết bao nhiêu. Mẹ cọc thì tao được cái gì, lại phải muốn đánh cái này ra lại phải người đánh. Đánh xong rồi dỡ ra, về mày lại phải hàn. Cho nên đã lên chậu rồi là bán y như này. Bán nguyên như cái ảnh này. Đấy, nhưng mà lên xe ở đây là hết tiền. Cái giá báo ấy, là lên xe ở đây là hết tiền. Chứ còn nhiều người khác là người ta bán giá tại đây chưa có gồm cẩu kiếc đâu. Các bạn có thể, các bạn hỏi ra, hỏi kỹ. Nhưng mà ví dụ với tôi thì là cẩu lên xe là hết 10 triệu. Còn bán nguyên cả bộ vòm này. Còn tách mỗi cái ra một bên. Chứ không phải là cả cái này. Tách mỗi cái một bên như thế này ra là ai? Hiểu chưa? Mẹ đã, tôi nói đồng bào chả hiểu mẹ. Thôi, kéo nói nữa. Tôi nói chả hiểu rồi. Đó đầu. Kiểu chưa va vấp nhiều không? Đấy là ít trải sự đời. Nhìn nhá. Đi phải xem cái gì ăn này đói lắm rồi. Mà 1:30 rồi đây này.
đi đi đi, mày cũng phải thương tao một tí chứ.